Suzuki XL7 Hybrid sắp về Việt Nam lộ loạt nâng cấp mới, ngoài động cơ tiết kiệm còn thêm đèn tự động, Cruiser Control đấu Standard. Theo thông tin từ phía tư vấn bán hàng đại lý, Suzuki XL7 Hybrid sắp bán tới đây, hứa hẹn sẽ có nhiều nâng cấp khác chứ không chỉ thay đổi ở mỗi động cơ. Ở ngoại thất, điểm mới bao gồm ốp chrome ở lưới tản nhiệt trước và kính hậu. Xe sẽ được bổ sung màu mới và kiểu phối hai tông màu như Jimny. Với bản hai tông màu, các chi tiết như nóc xe và gương chiếu hậu sẽ sơn màu đen, còn các chi tiết chrome và vành vẫn giữ màu sáng. Tính năng trang bị của xe cũng có thể được cập nhật thêm ga tự động, Cruiser Control, đèn bật tắt tự động và gương gập điện tự động. Trong đó, Cruiser Control là tính năng mà nhiều chủ xe XL7 mong muốn có từ lâu. Tuy nhiên, người bán cho biết những điểm mới này chưa được phía Suzuki chính thức xác nhận cho xe thương mại bán ra thị trường. Về động cơ, loại trên XL7 Hybrid nhiều khả năng sẽ giống loại trên Ertiga Hybrid. Xe vẫn dùng máy xăng 1.5 lít công suất 103 mã lực, mô men xoắn 138 Nm, kết hợp hộp số 4 cấp tự động, nhưng nay có thêm máy phát điện và pin lithium-ion. Tác dụng chính của máy phát là giúp xe tăng tốc ít độ trễ hơn, ngoài ra cũng giúp tiết kiệm nhiên liệu. Các đại lý đã nhận đặt cọc XL7 Hybrid mới. Có nơi báo tháng 8 mới ra mắt, nhưng cũng có đại lý cho biết xe sẽ được đưa về ngay tháng 7 tới đây. Giá xe dự kiến cũng chưa có sự đồng nhất. Có nơi báo giá sẽ tăng, trong khi nơi khác báo giá sẽ không đổi. Nếu giống như Ertiga Hybrid từng ra mắt trước đây, giá xe sẽ tăng so với bản xăng thuần. Sự xuất hiện của bản nâng cấp XL7 lần này là cần thiết để mẫu xe này lấy lại vị thế trong phân khúc MPV. Nếu như trước đây, XL7 từng có thời điểm thường đứng top 3 về doanh số thì trong giai đoạn gần đây, mẫu xe đứng ở vị trí cuối. Tháng 5 vừa qua, doanh số XL7 thấp nhất phân khúc với chỉ 15 xe bán ra.